Hello, chào mừng tất cả mọi người đến live stream của Hùng. Dạo này áp lực quá anh em ạ. Khách cứ nhắn tin hỏi giày về chưa. Nhưng công nhận đợt này hàng về chậm thật. Mình thường đặt order cho khách tầm 8 đến 10 hôm là có. Nhưng mà đợt này nó tận 2 tuần, 14-15 ngày. Nên là khách, mọi người thiếu kiên nhẫn thì cũng là chuyện bình thường thôi. Trước tiên là cho Hùng gửi lời xin lỗi đến tất cả những khách hàng đã đặt order bên Hùng mà hàng bị về chậm nhá. Thực sự xin lỗi mọi người là nó bị chênh thời gian hơi nhiều. Hẹn mọi người tầm 8 đến 10 hôm nhưng mà tận 15 hôm mới về hàng được. Thì cái này nó gặp một chút trục trặc về vấn đề kiểu thông quan, gọi là nhập cảnh nhá mọi người. Đấy thì bây giờ thì Hùng sẽ bóc hàng để cho anh em xem. Tất cả số giày, 3 thùng giày này, 4 thùng này thì đều là đôi Li-Ning Shizuki phiên bản cao cấp. Chính là cái đôi mà vận động viên Shizuki đã đi thi đấu chuyên nghiệp mấy năm nay nhá. Đôi này rất đáng tiền. Đôi này có giá gốc nó rơi vào khoảng tầm 3,2 triệu. Và Hùng nhận order cho khách thì nó chỉ hơn 2 triệu một chút thôi. Giá sale rất tốt nhá. Đấy thì ngoài những đôi order cho khách thì có Hùng còn xách tay được một số đôi, một số size. Hàng có sẵn thì anh em chỉ cần cọc một ít tiền là Hùng sẽ gửi. Chốt đơn là Hùng sẽ gửi giày cho mọi người luôn. Mọi người không cần phải chờ 8 đến 10 ngày, thậm chí là 14-15 ngày như cái lô hàng này nhiều khách đã phải chờ. Đấy thì bây giờ thì Hùng bóc hàng nhá. Hùng đang thắc mắc là tại sao cái hộp này nó đựng một đôi giày mà tại sao nó lại to như thế này. Thế em cùng Hùng xem nó như nào. Công nhận cái hộp này to dã man luôn. Một đôi giày đựng vào đây thì quá là to. Nhìn cái thùng này nó phải dài đến gần 40 phân anh em ạ. Cái hộp giày to thế. Đôi này như là đôi khách order size 44 hay 45 anh em ạ. Nó bẹp rúm này. Đấy mọi người xem nhé, vận chuyển. Rõ ràng Hùng yêu cầu người ta bọc bên ngoài. Một thùng cát tông giày như này. Nhưng mà cái hộp giày về nó vẫn nát tươm nhé. Cái này là xách tay thì không thể tránh khỏi nhé. Đôi nào về nó cũng bị như này. Hello, xin chào 11 người xem nhé. Đây. Màu mới nhé. Đôi này là khách đặt màu mới size 44 này mọi người. 44 của Li-Ning thì nó sẽ ghi 44-43 thôi. Cứ để cho nó cuột ra. Để đây, hộp nó về đấy. Lát hết này. Nói chung là đôi nào cũng thế thôi. Không tránh được anh em ạ. Đấy thì đây. Size 10.5 này, 28cm nhé. Đây là màu mới nha mọi người, màu mới nhất 2024 đấy. Thời gian sản xuất thì chúng ta có thể xem. Đôi này rất mới sản xuất nhá. Sản xuất ngày mùng 7 tháng 6 năm 2024 này, rất gần đây luôn, mới sản xuất cách đây hơn 1 tháng. Đôi này thì ở Việt Nam không có, chỉ có sách tay nội địa chung thôi mà cũng rất là hiếm nha mọi người. Và đặc biệt là để có giá sale. Hùng thấy đôi này đấy, Hùng bảo mọi người rồi. Phiên bản này nó đẹp hơn. Bản màu này nó đẹp hơn cái bản màu cũ mà Shizuki đi anh em ạ. Màu đẹp hơn nhá. Đấy. Cái chỗ mũi giày chỗ này nó bị lõm lõm là tại vì nó bị đè hàng thôi nhá mọi người. Mọi người đi đấy, da rất mềm nhá. Da cực kỳ mềm luôn. Đấy, da mềm là da cao cấp nên sẽ không sợ bị bong nhá. Cái cảm giác mà khi mà cầm cái đôi giày Shizuki này lên ấy, Hùng có cảm giác trước tiên là nó khá là đầm tay, không quá nặng nhưng mà khá là đầm. Cảm giác rất đầm và kiểu chắc chắn nhá mọi người. Và cảm giác nó rất là êm ấy. Nhìn cái giảm chấn của nó này. Lớp giảm chấn của nó là lớp Li-Ning Cloud. Mà cái kiểu chất liệu Li-Ning Cloud cao cấp nhất ấy. Nó đàn hồi dã man luôn. Đây cái dòng đế này Hùng rất thích nhá. Đây. Công nghệ carbon fiber này. Probalock này. Những công nghệ chỉ có như ở những giày cao cấp mình có này. Còn đệm Cloud của con này quá dày và đàn hồi. Nó từ gót lên đến hết cả đôi giày luôn nha. Đôi này thì mang lại cho Hùng cảm giác. Một là cái đế của nó rất dày dặn và cực kỳ êm. Hùng đảm bảo là nó rất êm và đàn hồi. Có thể mới đầu mọi người đi thấy nó êm bình thường thôi. Nhưng càng đi khi mà giảm chấn nó mềm ra thì càng thấy êm nha mọi người. Xong rồi cái chất liệu da của nó còn kiểu trông kiểu trắng trắng xong còn óng óng ánh ánh cơ. Cảm giác nó xịn hơn cái bản mà Shizuki đi ấy. Cái bản màu mới này cảm giác Hùng thích hơn nhé. Và hai chân thì nó có hai màu nha mọi người. Đây. Nó rất là hay. Một chân là màu cam, vàng cam. Một chân là màu xanh dương. Với các họa tiết vẩy sơn rất là đẹp. Bên size 44 khách đang bán cho mọi người. Để xem. Đấy, quá đẹp luôn.
Con này lót của nó cũng rất là dày và xịn, cái đệm gót này sờ đã thấy sướng rồi. Đuôi này cảm giác cầm vào nó rất là đầm chắc và cảm giác nó rất là êm. Cái đế của nó rất là dày nha mọi người. Con này cũng chống lật khá an toàn nha mọi người. Đây làm xe hơi bè đây, rồi chống lật thì công nghệ cực kỳ đầm chắc, cầm con này cảm giác nó sướng. Cầm lên tay nó sướng, đây size 44 khách order. Đấy. Hộp cho đóng vào cắt tông mà nó vẫn lát tương mọi người ạ. Đây này, hộp vẫn lát tương này. Hôm trước Hùng còn đặt order cho khách ấy, còn chọn cả dịch vụ đóng gỗ cho hàng đấy mà về nó vẫn nát hết mọi người ạ. Không tránh được. Đặt đây tiếp theo. Cả ba này đều là đuôi Living Shizuki khách order nhé. Với cả một số đuôi thì cùng đặt thêm. Nên là chưa có chủ, anh em nào Tết thì nhắn tin Hùng thì không phải chờ. Chỉ cần cọc trước một ít tiền thôi. Không phải chờ order tận 10 hay 15 ngày nữa. Với này ở Việt Nam cũng có hàng rất độc, như bên Trung Quốc cũng gọi là hàng hiếm và rất ít khi nó sale nha mọi người. Mẫu vừa mới ra còn đặt sale thì không múc thì bao giờ múc. Thường thì các mẫu giày mà chờ nó sale ấy, những cái mẫu ngon như này chờ sale thì phải chờ giá chỉ hơn 2 triệu 2 triệu 050 nha anh ơi, miễn ship. Đấy là bản màu mới nha, còn màu cũ thì là cái bán nó là 2020 miễn ship thôi. Với cái bản màu khách chuyển khoản trước, cọc trước một ít mọi người. Nói chung là hơn một nửa số hàng này thì là của khách order rồi. Còn bạn thì khoảng tầm được chục đôi, hơn chục đôi thì là hàng gọi là hàng sách tay thêm. Tranh thủ khuyến mãi hàng sách tay thêm. Đây, tất cả đều là mẫu Suzuki này. Số lượng là 29 đôi rồi. 30 đôi, tính cả cái đôi mình đọc 30 đôi. Đây thì những cái này là tất cả đều là Lini Shizuki chắc. Và đây, những cái hộp này nó đỡ nát hơn này, tại vì nó được đóng thành thùng. Thùng to. Lấy hộp ngon nhất để review cho anh em. Đây. Ok, đây là bản màu của Shizuki đi nha anh em. Đây màu trắng đen nhé. Xe 42. Ngày tháng sản xuất cũng 2024 luôn nha anh em. 21 tháng 5 2024 nhé. Vừa mới sản xuất luôn. Hàng mới cứng, vừa mới sản xuất được hơn 1 tháng, 2 tháng. Chưa đến 2 tháng. Đây thì đôi này hộp nó mới cứng luôn này. Đấy. Đây là Shizuki đấy. Đây chính là đuôi Shizuki đang đi và cũng là màu Shizuki đang đi luôn nha mọi người. Màu này thì nó lại basic. Hùng thì Hùng thích cái màu mới kia hơn mọi người ạ. Nói thẳng Hùng thích màu mới kia hơn. Đấy. Màu này đã đẹp rồi nhưng mà Hùng thấy màu mới còn đẹp hơn. Nhìn nghe. Đôi đây vượt số 1 thế giới đang đi đây. Đấy. Phải có nguyên nhân gì đấy mới Shizuki mới đi đôi này nhiều lâu như vậy. Và thậm chí là Shizuki mặc full đồ Yonex nhưng mà lại đi giày của Li-Ning. Đôi giày rất đẹp. Đôi giày này nếu mà bảo 3 triệu thì nó cũng là bình thường mà. Hơn 3 triệu nó là bình thường mà. Nhưng mà đang sale 2050 với màu mới và 2020 với màu cũ mà lại còn miễn ship nữa thì coi như là nó chỉ tầm 1980 thôi mọi người. 1.970, 1.980 thôi. Cái cả ship thì nó lên là 2020 miễn ship mà. Đấy thì tất cả thì đều là màu, đều là đây còn màu mới. Màu mới cái da của nó màu trắng và nó có các cái ánh sáng lên đấy, cảm giác nhìn nó hiểu chất hơn, nhìn nó hiểu xịn sò hơn.
và hai chân hai màu, nó cũng rất thích cái kiểu thiết kế này, rất độc đáo. Thì nó đều là màu trắng thôi, nhưng mà các cái viền họa tiết của nó, hay ví dụ bên này là xanh, bên này là vàng. Mái trong này một bên cam một bên xanh này. Đấy, rất là đặc biệt đấy, mái ngoài đấy. Chất liệu da kiểu nó làm ống trông nó xịn hơn, kiểu da trơn hơn mà. Đấy. Còn cái đế của nó rất là ngon nha mọi người, đế của nó cực kỳ dày và rất đàn hồi. Mặt đế này thì bám nền sân khỏi bàn nha anh em. Nói chẳng là đôi này nếu mà bán hơn 3 triệu thì nó cũng là bình thường. Nhưng mà nếu mà sale bảo 2 triệu thì nó quá ngon để anh em mua, nói thẳng thế. Hùng chỉ tiếc là Hùng không săn được nhiều hàng hơn cho anh em thôi. Đấy, anh em thích nào là inbox nhá. Và cũng không phải là đủ tất cả các size đâu nha mọi người. Thế nên là anh em cố gắng nhanh tay, mỗi size cũng chỉ có 1, 2 đôi, 2, 3 đôi thôi. Đấy thì đấy, giá chỉ có với màu Shizuki đang đi là 2020 miễn ship. Còn màu này thì là 2050 miễn ship. Đấy. Đa phần là hàng này là có chủ hết rồi, nhiều là khách order chuyển tiền cọc trước cho Hùng một nửa hết rồi. Đấy, nhưng mà với đôi hàng có sẵn này thì Hùng yêu cầu cọc một ít thôi, gọi là anh em đảm bảo là anh em thực sự muốn đặt hàng và muốn nhận thì cọc trước mấy trăm nghìn, tầm 200 nghìn, còn lại thanh toán khi nhận, cho anh em thoải mái, vì một số anh em cũng có thể là chưa đặt hàng bên Hùng bao giờ. Với Hùng sẽ lưu ý một chút về size nha. Với size 41 của Li-Ning thì nó sẽ thường bé hơn 41 của các hãng khác như là Mizuno hay là Yonex nha. Đấy, nên là nếu mà anh em đi Mizuno hay là Yonex 41 thì Li-Ning phải đi lên 41,5. Thế size 40 và 42 hay là 43 thì nó cũng kiểu tương đương nhau. Đấy, ngoài ra thì nó còn phụ thuộc vào chân bè hay chân không bè nữa. Nếu anh em nào kiểu chân bè thì khả năng là phải tăng thêm size, kiểu như thế. Đấy, còn nếu anh em đang đi Li-Ning thì cứ đang đi size nào thì đôi này cứ size đó mà đi thôi nha mọi người. Đẹp thật, cái màu mới này đẹp dã man mọi người, dã man luôn, đẹp. Đôi giày cảm giác nó rất là đầm, rất là chắc và rất là êm. Đấy, tóm tắt lại cho anh em như thế. Đấy thì anh em nào đã đặt order thì tí nữa Hùng sẽ nhắn tin báo hàng về, hoặc là anh em nào xem được cái live stream này thì có thể chủ động nhắn tin cho Hùng nhé. Cho Hùng xin địa chỉ số điện thoại Hùng gửi hàng cho mọi người trong chiều ngày hôm nay luôn. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ khá là lâu, mất 2 tuần, hơn 2 tuần. Bye bye anh em nhé. Size đôi này size 44, khách đi chân to. Hôm trước có khách đặt size 45, Hùng trả cho khách rồi. Cái khách đấy đặt size 45 đặt trước thì nó lại được về sớm nhé, hàng nó lại về sớm, nên là chỉ chờ tầm 80 ngày. Đấy. Ok, bye bye mọi người nhé. Anh em nào đặt hàng liên hệ Hùng nhé, hoặc là có bạn bè nào thì có thể giới thiệu giúp Hùng nhé, là cam kết hàng chính hãng chất lượng, có bảo hành.